Vì sao người Okinawa, Nhật Bản trường thọ nhất thế giới? Thời xa xưa, các vua chúa ở Trung Hoa rất mê việc cầu trường sinh bất tử, từ Tân Thủy Hoàng đến Hán Vũ Đế, rồi sau này là Tùy Dượng Đế, Đường Minh Đế, vân vân, nhiều lắm, kể không hết. Để đạt được ước nguyện không tưởng đó, thì họ thường nhờ cậy các đạo sĩ, vì cho rằng các đạo sĩ biết thuật tu tiên có thể xin các vị thần tiên thuốc trường sinh. Các đạo sĩ thì cũng thường xin ngân sách để ra Đông Hải đi tìm thuốc tiên lắm. Họ vẽ ra một khung cảnh là phía xa ngoài Đông Hải có đảo Bồng Lai, chính là nơi các tiên cư ngụ. Bao nhiêu đạo sĩ đi thì chẳng mấy người về. Có thể họ bị sóng biển đánh trôi giạt đâu đó hay trốn luôn ở đảo khỏi phải về chịu tội. Tuy nhiên, nếu nói chuyện Bồng Lai là bịa thì cũng không hẳn, bởi vì ở biển phía đông Trung Quốc quả thật có chuỗi đảo mà những người ở đó sống rất lâu. Chúng ta đang nói đến Okinawa, từng là một quốc gia riêng và nay thuộc Nhật Bản. Tại ngôi làng Ogimi, nằm ở vùng nông thôn phía bắc đảo chính của Okinawa, có một điểm được đánh dấu bằng đá nhỏ với một vài câu viết bằng tiếng Nhật, có thể tạm dịch như thế này. Ở tuổi 80, bạn mới chỉ là một thanh niên. Ở tuổi 90, nếu tổ tiên của bạn mời bạn lên thiên đàng, hãy kêu các cụ đợi cho đến khi bạn 100 tuổi. Khi đó, bạn mới có thể cân nhắc lời mời đó. Theo tưởng tượng của Art thì ở đây có khi lập giải bóng đá chia hạng U80, U90 và U100 cũng được. Nếu lập tuyển U80 thì chắc làng Ogimi khỏi cần đá cũng vô địch thế giới, bởi vì họ sẽ vô đối khi đối thủ từ các nơi khác trên thế giới, người thì chống gậy, kẻ thì đẩy xe lăn. Đó không phải là điều gì lộng ngôn hay chém gió gì cả đâu các bạn ạ. Theo thống kê mới nhất mà nhà cháu được biết, 15 trong số 3.000 dân làng ở Ogimi là những người sống lâu trăm tuổi. 15 người là đủ lập đội bóng có 4 cầu thủ dự bị, thì làng nào chơi lại các cụ. Ngoài ra, 171 người ở độ tuổi 90 đủ lập 12 đội bóng tạo thành U90 League luôn. Cần nhớ là ở Nhật Bản, hiện có hơn 70.000 người từ 100 tuổi trở lên, vốn là quốc gia sống thọ, mà làng Ogimi vẫn đỉnh hơn mặt bằng chung, nên gọi đây là đỉnh của đỉnh thì đúng là chuẩn không cần chỉnh. Trước Covid-19, du khách bắt đầu chú ý chỗ này rồi. Át đoán chắc là mấy du khách muốn mò đến đây xem có bí kíp nào sống thọ, rồi có dịp xuyên không thì về dâng cho Tần Thủy Hoàng. Nếu là át có bí kíp đó thì cũng xuyên không về dâng thuốc, và nếu được anh Hoàng hậu thưởng thì cũng xin mấy cung nữ để sớm tối bầu bạn thôi. Harem thôi mà, làm gì mà căng. Là một hòn đảo nằm ở phía nam lục địa Nhật Bản, Okinawa là một trong 5 địa điểm trên khắp thế giới mà nhà thám hiểm địa lý quốc gia Dan Bertner gọi là vùng xanh. Nhắc tới vùng xanh thì anh em đừng có nghĩ đến vùng xanh, vùng đỏ, vùng cam Covid nhé, nghe ám ảnh lắm. Vùng xanh ở đây được anh Bertner nói rằng là nơi mà mọi người sống lâu nhất, hạnh phúc nhất. Những chỗ khác bao gồm Sardinia ở Ý, Nicoya ở Costa Rica, Icaria ở Hy Lạp và Loma Linda ở California. Lúc nào tiện, Art sẽ dẫn anh em đi du lịch bằng mõm cho anh em mở mang tầm mắt. Điểm chung của những nơi này mang đến cho chúng ta những bài học về cách tồn tại và phát triển trong những thời điểm khó khăn, chẳng hạn như đại dịch. Đó, vùng xanh là an toàn trong đại dịch thì cấm có sai. Anh Bertner nói như thế này: mọi nền văn hóa lâu đời trên thế giới đều trải qua những giai đoạn khó khăn, và Okinawa đã trải qua chiến tranh, nạn đói cùng những loại căng thẳng như chúng tôi đang phải chịu đựng ngay bây giờ, và đó là bài học cho tất cả chúng tôi. Nghe anh giảng tôi thấy sáng lòng sáng dạ ra nhiều, cảm ơn anh. Quay về chủ đề bí kíp, tại sao Ogimi và các nơi khác trên đảo có lịch sử trường sinh? Điều đó xuất phát từ 3 yếu tố chính: chế độ ăn uống, thực hành xã hội và di truyền. À, đó không phải tôi nói mà là Craig Wilcox, giáo sư về sức khỏe cộng đồng và lão khoa tại Đại học Quốc tế Okinawa nói. Không đùa được vì ông là trưởng nhóm điều tra của dự án nghiên cứu Okinawa Centenarian, chuyên về tuổi thọ của người Okinawa kể từ năm 1975. Giáo sư có bí kíp cũng không ăn thua đâu, bởi vì đâu có xuyên không như át được. Giáo sư nói, khoảng 2/3 tuổi thọ liên quan đến chế độ ăn uống và cách sống, phần còn lại là do di truyền. Nói chung bạn cần gen di truyền nếu bạn muốn có được hàng trăm người, chứ không chỉ là một vài cá thể nhờ chế độ ăn uống tốt. Chúng tôi chưa xem xét liệu Okinawa có lợi thế di truyền so với các vùng khác của Nhật Bản hay không, nhưng tuổi thọ trong các gia đình ở đây thì rõ ràng rồi. Vậy là thọ nhờ di truyền. Vậy thì không xong rồi anh Hoàng ơi. Nếu bố đẻ của anh là doanh dị nhân chết sớm thì anh xui rồi. Nhưng vẫn còn bí kíp là thực phẩm làm thuốc, hay như quảng cáo trên TV là thực phẩm chức năng. Dẹp di truyền sang một bên, chế độ ăn uống dễ dàng xác định cách người dân địa phương khác nhau.
Nếu bạn muốn đến một nhà hàng theo phong cách Okinawa điển hình ở Tokyo hoặc đi du lịch ở Okinawa, thực đơn sẽ nặng về thịt lợn và rượu mạnh như ở Nhật. Nghe đây có vẻ sai sai, hay lợn ở Nhật thì nó không phải như lợn ăn cám tăng trọng mà các bác sĩ bên mình khuyến cáo ăn ít nhỉ? Wilcox nói, về mặt ngăn ngừa ung thư và bệnh tim mạch, chế độ ăn uống của người Okinawa cung cấp hơn 5 khẩu phần trái cây và rau mỗi ngày và kết hợp nhiều cá, tốt cho tim mạch hơn thịt. Đó, thế này mới đúng mà giáo sư không nói sớm. Anh em giờ lấy bút ra ghi bí kíp này. Khoai lang, mướp đắng, thực phẩm biển giàu carotenoid như rong biển, rau lá xanh và trái cây trong chế độ ăn uống có tác dụng chống lão hóa vì chúng giảm viêm và stress oxy hóa. Wilcox tiếp tục. Chế độ ăn kiêng truyền thống của người Okinawa cũng giàu dinh dưỡng nhưng lại nghèo calo và đó là điều lý tưởng. Giáo sư còn cho biết thêm rằng khoai lang chứ không phải gạo trắng là lương thực chính ở Okinawa cho đến những năm 1960. Ông bảo, nếu bạn hạn chế calo từ động vật có vú, chắc trừ việc giao lưu với bạn gái, chúng ta sẽ sống lâu hơn rất nhiều. Sự thiếu hụt năng lượng liên tục kích hoạt chế độ tự bảo quản giúp bạn thích nghi để chuyển đổi tỷ lệ thực phẩm cao hơn thành năng lượng có thể sử dụng và kích hoạt các enzyme thúc đẩy tuổi thọ. Nói tóm lại là nhịn ăn, thế là đúng cách mà qua tập luyện ở Tây Nguyên rồi dân làng ơi. Cuộc sống trên các hòn đảo này tất nhiên khác với hầu như toàn bộ phần còn lại của Nhật Bản. Khí hậu là cận nhiệt đới với mùa đông ôn hòa. Người Okinawa sống giữa cảnh đẹp của hòn đảo xinh đẹp và nổi tiếng là hiền hòa. Cách tiếp cận thoải mái để đúng với lời tả được gọi là Okinawa hay gọi nhanh là Okinawa. Xã hội được cấu trúc để những cư dân lớn tuổi giữ được tự tôn trong cuộc sống, không lo phiền não cơm áo gạo tiền, chứ già mà đi bán vé số dạo chắc cũng hết muốn sống lâu. Các cụ bà ở đây thường ngày vận động bằng việc làm sạch sợi và cuộn chỉ khá an nhàn mà tha hồ muôn chuyện. Đó không chỉ là một cách để duy trì hoạt động xã hội hay giúp họ thấy mình là người có ích đâu. Quan trọng là giúp họ có tiền, mà có tiền là có niềm vui, mà có niềm vui là sống lâu. Sau đó, còn có một cách xã hội nhấn mạnh sự hỗ trợ lẫn nhau thông qua moai. Moai là gì thì anh em chờ chút để tôi tìm hiểu. Đó là cơ chế xã hội giúp các cụ có cùng mối quan tâm tụ họp lại với nhau, cho phép họ phát triển các kết nối tình cảm. Các cụ ông ghép chung cũng được, các cụ bà ghép chung cũng không sao, mà cụ ông lẫn lộn với cụ bà cũng thoải con gà mái. Các cụ già rồi có làm gì mấy đâu mà xét nét. Nhưng cụ nào ủng hộ Nga vào một nhóm, cụ nào ủng hộ Mỹ thì vào một nhóm cho khỏi cãi nhau. Và tránh cảnh cô đơn vì Wedner nói rằng đó là yếu tố quan trọng để sống lâu là tránh hút thuốc. Mà cô đơn cũng tệ với bạn như hút thuốc. Wilcox lưu ý rằng việc thuộc nhiều moai là điều phổ biến. Mọi người trung thành với moai của họ. Tôi đã gặp một nhóm phụ nữ 80 tuổi trên một hòn đảo xa xôi. Họ đã ở cùng nhau từ khi họ còn học tiểu học. Tôi cũng tham gia một nhóm có mối quan tâm chung là đồ ăn chậm. Nhật có nhiều moai dị lắm, moai chơi búp bê tình yêu này, moai yêu hối manga này, moai chơi nồi cơm điện này, vân vân. Anh em nào có sở thích lạ cứ chia sẻ qua bình luận, biết đâu lại trùng với Art rồi chúng ta tiến tới cái gì hay ho thì sao. Như giới thiệu, Art mê tìm bí kíp để xuyên không, thỏa giấc mơ bầu bạn cùng các cung tần mỹ nữ thời Tần, Hán. Nếu không thì anh em, chị em càng tốt, bọn mình lập moai online, chia sẻ về bí kíp sống lâu như người Okinawa nhé. Bye bye!